Giữa lúc cuộc kháng chiến của quân và dân Lạng Sơn đang trên đà giành được những thắng lợi mới và được sự chỉ đạo của Ủy ban Giải phóng Việt Bắc, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6 năm 1948, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất được tổ chức tại thôn Bản Đao, xã Tân Văn, huyện Bình Gia. Tuy nhiên, sau 76 năm, địa điểm đặc biệt này đang đứng trước nguy cơ bị biến mất. Ngôi nhà sàn của gia đình ông Hoàng Văn Phù từng là nơi tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 1948. Tuy nhiên, các tài liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và huyện Bình Gia chỉ ghi nơi tổ chức đại hội đầu tiên tại thôn Bản Đào. Đây là một thiếu sót đáng tiếc trong công tác thống kê. Hiện ngôi nhà đặc biệt này đã xuống cấp nghiêm trọng. Thời điểm đấy thì ông Hoàng Văn Thủ đã đi tham gia cách mạng và cũng có một cái câu chuyện là các cụ kể lại, tức là khi được về tranh thủ về thăm gia đình thì lúc kia là bố mẹ ở nhà là đã bàn giao cái ngôi nhà này cho ủy ban kháng kiến hành chính của tỉnh và của tỉnh ủy. Chính là con trai con về không được vào nhà bởi vì lúc kia thì là cũng không biết cảnh vệ là không không cho vào. Gia đình mình cũng muốn để coi như là sửa sang hạ xuống cấp 4 nhưng mà là tự động tự bỏ đi thì nó là không có cái ý nghĩa. Đấy, cho nên là di trình lên là cấp xã thì để coi như là xem là các cấp có thẩm quyền như thế nào ấy, để coi như là tạo điều kiện tư vấn thẩm định giúp đỡ gia đình được cái để giữ lại nguyên trạng thì là càng tốt. Ngày mùng 1 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Gia gửi công văn số 1690 tới Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến và hỗ trợ kinh phí sửa chữa ngôi nhà của ông Hoàng Văn Phù, phúc đáp văn bản trên. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lạng Sơn đã có công văn số 3590 xác nhận ngôi nhà sàn của gia đình ông Hoàng Văn Phù là địa điểm tổ chức đại hội đảng bộ đầu tiên của tỉnh. Tuy nhiên, theo công văn số 1984, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn thông báo, địa điểm trên không nằm trong danh sách kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, theo quyết định số 73 ngày 10 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vì thế hiện nay, địa điểm này không phải là di tích, không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật di sản văn hóa. Những cái thế hệ này đã cách chúng ta năm 60 năm rồi, các cái thế hệ sau này thì mình cũng sợ mai một đi cũng rất muốn là tôn tạo công sức của gia đình để mà bảo vệ cách mạng cũng xứng đáng và cái thứ hai nữa là xã cũng muốn xây dựng làm thành một cái địa chỉ đỏ để mà đưa vào cái truyền thống lịch sử của đảng bộ để giáo dục cái truyền thống lịch sử của các cái thế hệ đi sau chứng kiến sự xuống cấp trầm trọng của ngôi nhà thiệt nghĩ huyện bình gia và các cơ quan chức năng cần khẩn trương xác minh và trả lại vị trí xứng đáng cho địa điểm đặc biệt này của lịch sử đảng bộ tỉnh lạng sơn